Xuân Thoại năm nay 20 tuổi. Nó hiện đang học là Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Tính cách của nó nhanh nhẹn, vui vẻ và hòa đồng. Xuân Thoại á, nó rất là lãng tử, thích là ca hát, thích đánh đàn. Thường thường nó chơi đàn dụng cụ á, guitar và piano. Biết bao nhiêu cô gái á, mê nó. Ngược lại thì nó không mê lại. Đằng này nó mê là mấy người lớn tuổi rồi mới chết. Mà tôi nhớ tôi cho nó đi học là Đại học Công nghệ mà, chứ đâu cho nó học hàng không đâu. Mà ngược lại nó thích lái máy bay. Trời đất ơi. Mà tôi không hiểu sao á, Xuân Thoại á lại đi yêu người lớn tuổi hơn nó. Hồi lúc trước á, nó có quen với một người có gia đình rồi. Người này hơn Xuân Thoại á là 7 tuổi và người ta đã ly hôn rồi. Nó cũng yêu được một thời gian á, cũng một năm. Và tôi không hiểu tại sao mà hai đứa nó đã chia tay. Sau khi chia tay á, hình như là nó tự kỷ một thời gian khoảng mấy tháng trời. Sau thời gian á, nó đi học lại và nó cũng đi làm thêm shipper cho quán trà sữa gì đó. Nếu cuộc đời con á cũng còn đang dang dở, Thoại có bước vào che chở được không? Ngoài kia bao la là thế giới, nhưng mà thế giới của Thoại chỉ muốn có một mình con thôi. Xin chào ông anh. Ông anh cho tôi hỏi, ví dụ như mà con trai ông anh như vậy á, đã cứ thích quen người lớn tuổi hơn mình á, thì làm sao mà nuông chiều được cái người yêu của mình? Tại vì nếu tính ra theo ý ông anh nói á, thì con trai ông anh thích được nuông chiều hơn. Cái đó là do cái bản tính của nó. Tại vì từ đó giờ á, nó quen những người con gái thì đều là lớn tuổi hơn nó không à. Nhưng mà ngược lại, nếu mà nó yêu người ta thì nó sẽ nuông chiều người ta. Vậy thì xin hỏi ông anh một điều nữa. Thì theo cái sự hiểu biết của ông anh về con trai mình á, thì nếu như sau này tôi cho con gái tôi quen với con của ông anh, thì con trai ông anh có kế hoạch gì để xây dựng tương lai của hai đứa nó? Theo như nhận xét của tôi á, thì con của tôi nó cũng có rất là bản lĩnh. Nó tự lập nghiệp. Chẳng hạn chứ tôi cho nó đi học mà nó còn đằng này nó lo tiền cho nó mà nó không chịu, nó muốn tự nó đi làm shipper để kiếm thêm, để nó lập nghiệp, để kiếm đồng tiền, để sau này nó tạo dựng tương lai và hạnh phúc của nó. Có ý chí. Nhà gái hãy cho chúng tôi biết gia đình mà quý vị lựa chọn phải dừng cuộc chơi ngay tại đây là gia đình số mấy? Là một người mẹ yêu thương con, được con mua cho nhà nè, con lại ở thành phố Hồ Chí Minh, không có dịp trao đổi nhiều. Là một người bố rất tự hào về con của mình. Tiếp theo là một người mẹ đầy niềm tin về cậu con trai đang là chủ quán phở. Bây giờ hãy cho chúng tôi biết gia đình mà quý vị lựa chọn phải dừng lại là gia đình số. Chúng tôi quyết định gia đình số 2. Dạ, đó là gia đình của ba Xuân Thanh và con trai Nguyễn Xuân Thoại ạ. Dạ chú ơi, hình như nhà nào mà có đàn ông lên ngồi ghế này là chú loại đúng không chú? Không phải là như vậy đâu. Gia đình chúng tôi cũng bàn bạc rồi và cũng đưa ra quyết định. Tuy là khó nhưng mà là điều đúng đắn cho con gái của chúng tôi. Cháu Thoại năm nay mới 20 tuổi thôi, chưa có bất cứ sự khẳng định nào có thể chăm sóc và lo lắng cho con gái chúng tôi được. Cho nên chúng tôi quyết định gia đình số 2 dừng lại. Chứ không phải do cái vụ thích lái máy bay cho nên dừng à? Điều đó thì không quan trọng. Tại vì tình yêu không quan trọng tuổi tác. Dạ. Bây giờ thì chúng ta chắc chắn rất muốn gặp chàng trai 20 tuổi này để xem là bạn ấy có ngoại hình như thế nào, có bằng với lứa tuổi hay là trưởng thành hơn so với số tuổi là 20. Vậy thì ngay bây giờ hãy cùng chờ đón Xuân Thoại tại Cho Phép Được Yêu. Xin chào mọi người có mặt ở trường quay. Xin chào bên phụ huynh nhà trai và xin chào bên phụ huynh của nhà gái ạ. Em tên là Nguyễn Xuân Thoại. Năm nay em 20 tuổi và hiện tại thì em vẫn là sinh viên của trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Em đến với chương trình này thì cũng mong muốn là sẽ tìm được một nửa của tình yêu mình. Nhưng mà có vẻ là hơi tiếc. Dạ,
Rồi, xin mời ba xuống đây. Thật là cảm xúc trong ba lúc này nè, ba đang nghĩ gì? Thì nói chung là cái cuộc vui nào cũng vậy thôi, hoặc cái cuộc tình nào cũng vậy. Nếu mà cái tình duyên đó thì yêu người ta, ta không yêu là cái là chuyện bình thường, không thể nào mình ép buộc rồi. Đó là cái do duyên phận của con mình nó bị vậy thôi. Nói chung là mình rất tự hào về con mình đã chứng chắn và chững chạc. Dạ, chúc mừng chú về điều đó. Cho nên thôi còn nói gì nữa, chúc cho chú nhiều sức khỏe và chúc cho em sẽ ngày càng trưởng thành hơn. Và em phải dành tặng một cái câu gì đó gửi lại cho Duyên. Thì em có mang một bài hát tới để dành tặng cho chị Duyên. Và ca khúc có tựa đề mang tên là Hơn Cả Yêu của Đức Phúc. Em hay hỏi anh rằng anh yêu em nhiều không? Anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng. Khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời anh, là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Cảm xúc của Duyên giờ sao cưng? Trái tim em có bị vùng vỡ và có bị đập loạn nhịp không ạ? Dạ có. Có nữa hả? Đó là lãng mạn đó. Lãng mạn đúng không? Dạ. Là em thích một chàng trai lãng mạn như vậy? Dạ, em rất thích người con trai lãng mạn. Thì bây giờ? Nhưng mà thôi thì cũng hết duyên rồi. Bây giờ cũng câu kéo gì được nữa anh. Thì thôi đành nói lời chào tạm biệt hai cha con à. Rồi, xin chào trong cái tay thật lớn ạ. Bao cao su tham thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su tham thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.